tôi là nhóm Flynn. Chúng tôi đến từ lớp tiếng thứ 2 chương trình tiên tiến khoa điện tử. Chúng tôi gồm có 3 thành viên. Điều thứ nhất là bạn Nguyễn Vũ Sơn, bề ngoài hiền lành ấm hậu nhưng thật ra rất lợi hại. Thành viên thứ hai là bạn Lê Trung, cô báo cáo tình trạng ở bên ngoài. Thành viên cuối cùng là mình, rất là hiền lành, dễ thương và hấp dẫn. Chỉ muốn tục bị hoang tưởng. Nhóm chúng tôi tên là Flynn, nghĩa là đá lửa. Với tinh thần cứng cỏi của đá, ba trọng thử thách không làm chúng tôi nản lòng mà còn xem ra những tên lửa sáng tạo bùng lên ngọn lửa của sự đam mê. Cuộc thi Raise năm nay chúng tôi với khẩu hiệu không thua không về, quyết tâm lấy hết những gì có thể lấy, cả sợ được và không sợ được. Để ban tổ chức và các đội bạn quy động.